HTV lên tiếng khi bị chỉ trích phát sóng game show có Hồng Phượng và chồng. Ngày 4 tháng 7, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, HTV, đăng tải văn bản trả lời người xem sau khi nhận ý kiến trái chiều do phát sóng chương trình có nghệ sĩ Hồng Phượng. Tối 3 tháng 7, sau khi phát sóng chương trình 100%, HTV bị hàng loạt khán giả đánh giá 1 sao trên Facebook và Google. Nhiều khán giả đã để lại ý kiến bày tỏ rằng đài đã không tôn trọng khán giả khi phát sóng chương trình có mặt nghệ sĩ Hồng Phượng và chồng. Cả hai hiện vướng lùm xùm nội bộ gia đình và tài sản với Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sau khi ông qua đời. Ngày 4 tháng 7, trên fanpage chính thức, HTV gửi một thư ngỏ cho khán giả. Trong văn bản, nhà đài không nêu cụ thể hay đề cập trực tiếp đến sự việc hay nghệ sĩ nào, nhưng nhấn mạnh, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, HTV, luôn coi trọng ý kiến đóng góp của khán giả và cam kết tiếp thu và xử lý tất cả các ý kiến đóng góp một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp. HTV ủng hộ lối sống trọng đạo lý, tình nghĩa và luôn cố gắng tạo ra những chương trình, nội dung phù hợp với giá trị văn hóa, nhân văn và đáp ứng được nhu cầu của khán giả an toàn và tích cực. Đồng thời, HTV cũng luôn tôn trọng và tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp liên quan đến hoạt động, gồm cả việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân và tổ chức. HTV mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của khán giả để cùng phát triển và mang những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. HTV mong nhận được ý kiến đóng góp của khán giả để cải thiện và phát triển các chương trình ngày càng tốt hơn. Trước đó, khi Hồng Phượng đăng hình poster thông tin trước chương trình, nhiều khán giả đã nhắn tin yêu cầu HTV không phát sóng về nghệ sĩ đang vướng lùm xùm, nhận nhiều phản hồi tiêu cực. Hiện tại, tập mới nhất của chương trình 100% và những hình ảnh có liên quan đến Hồng Phượng đã bị xóa khỏi các nền tảng của HTV. Video và hình ảnh liên quan đến nghệ sĩ Hồng Phượng trong một game show từng tham gia trước đây của một đài truyền hình địa phương cũng bị gỡ sau khi bị khán giả phản ứng.